Chào cả mọi người. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách chúng ta cộng trừ có kết hợp ở trên chiếc bàn tính gãy Soroban. Cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta cộng trừ không có kết hợp ở trên chiếc bàn tính. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta cộng trừ có kết hợp ở trên chiếc bàn tính gãy. Cộng trừ có kết hợp thì chúng ta có hai loại là cộng trừ có kết hợp với hạt 5 và loại thứ hai là cộng trừ có kết hợp với hạt 10. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta cộng trừ có kết hợp với hạt 5. Đầu tiên, để làm toán cộng trừ có kết hợp với hạt 5 thì chúng ta sẽ nhớ dãy số 1 đi với 4 này các bạn, 2 đi với 3, 3 đi với 2 và 4 đi với 1. Vì là dãy số cộng trừ có kết hợp với hạt 5 cho nên các dãy số này nó sẽ đều liên quan tới 5. Có nghĩa là nó sẽ có tổng bằng 5 này các bạn. 1 đi với 4 có tổng bằng 5 này, 2 đi với 3 có tổng bằng 5, 3 đi với 2 có tổng bằng 5 và 4 đi với 1 cũng có tổng bằng 5. Đây là một dãy số rất là dễ nhớ. 1 đi với 4 này thì ngược lại 4 sẽ đi với 1. 2 đi với 3 này, ngược lại 3 sẽ đi với 2. Đây là dãy số cộng trừ có kết hợp với hạt 5. Cho nên khi làm toán thì chúng ta sẽ đẩy đồng thời có hạt 5 nữa nha các bạn. Các bạn nhớ nha. Vì là kết hợp với hạt 5 cho nên khi chúng ta làm toán, chúng ta đẩy tay ở trên bàn tính thì chúng ta sẽ đẩy kèm với hạt 5, có nghĩa là kèm với hạt trên. Và khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng tới cộng trừ có kết hợp với hạt 5? Khi chúng ta làm toán cộng trừ không có kết hợp, chúng ta làm không được thì chúng ta sẽ sử dụng cộng trừ có kết hợp với hạt 5. Rồi, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu các bạn cộng 4. Cộng 4 ở trên chiếc bàn tính có kết hợp với hạt 5. Đầu tiên là 1 cộng 4. 1 là mình sẽ lên 1 trước nè. Cộng 4. Các bạn nhìn đây, chúng ta ở dưới chúng ta còn mấy hạt các bạn? Chúng ta chỉ còn 3 hạt thôi. Có đủ 4 hạt để chúng ta cộng lên không? Chúng ta đẩy lên không? Không có. Không có đủ 4 hạt để chúng ta cộng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cộng, phép cộng có kết hợp với hạt 5. Cộng 4 thì mình sẽ nhớ tới dãy số là 4 đi với 1. 4 đi với 1 nha các bạn. Cho nên cộng 4 là 5 với 1 cùng xuống, kết quả chúng ta sẽ là bằng 5. Tại sao 5 với 1 cùng xuống? Tại vì mình đang làm cộng trừ có kết hợp với hạt 5, cho nên mình sẽ đẩy đồng thời có hạt 5 nữa. Mình làm lại một lần nữa ha. 1 cộng 4, 4 đi với 1 có kết hợp với hạt 5, cộng 4 sẽ là 5 với 1 cùng xuống nè các bạn. Tương tự 2 cộng 4, 2 cộng 4, chúng ta thấy có 4 để chúng ta lấy nhau, không đủ 4 hạt để chúng ta đẩy lên. Chúng ta sẽ nhớ là 4 đi với 1 có kết hợp với hạt 5, cộng 4 sẽ là 5 với 1 cùng xuống nè các bạn. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 6. Tương tự 2 cộng 4, 4 đi với 1, cộng 4 sẽ là 5 với 1 cùng xuống nè các bạn. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 7. Tương tự 4 cộng 4, 4 cộng 4, 4 đi với 1 kết hợp với hạt 5 là 5 với 1 cùng xuống nè. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 8. Rồi, vậy ở hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn các hàng tương tự thì mình sẽ làm như thế nào? Trên cái bàn tính Soroban nó hay một cái là chúng ta làm ở một thanh thì các thanh khác chúng ta sẽ làm tương tự nha các bạn. Ví dụ 1 đi với 4. 1 đi với 4 thì 10 sẽ đi với 40, 100 sẽ đi với 400, 1000 sẽ đi với 4000 và tương tự như vậy. Mình ví dụ nè, 1 cộng 4, 4 đi với 1, 1 cộng 4 thì 5 với 1 cùng xuống. 10 cộng 40, cộng 40 thì sẽ là 50 với 10 cùng xuống. Cách đẩy hạt tương tự, thao tác tay tương tự, chỉ khác nhau là chuyển từ hàng dọc bên này sang hàng dọc bên này thôi. Tương tự 100 cộng 400 thì 4 đi với 1 cộng 400 thì sẽ là 500 với 100 cùng xuống nè các bạn. 1000 cộng với 4000 cũng tương tự, 5000 với 1000 cùng xuống nè. Rồi, tóm lại cộng 4, cộng 4 sẽ là, cách làm của nó sẽ là 5 với 1 cùng xuống nha các bạn. 4 đi với 1 nè, kết hợp với hạt 5, cộng 4 sẽ là 5 với 1 cùng xuống. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng 3. Rồi, các bạn nhìn đây, 2 cộng 3, 2 cộng 3. Các bạn nhìn thấy mình có đủ 3 hạt để mình đẩy lên không? Không có. Không đủ hạt đẩy lên, mình sẽ sử dụng kết hợp với hạt 5. Rồi,
Cộng 3 thì 3 đi với mấy các bạn? 3 đi với 2. Cộng 5 sẽ là, à mình xin lỗi, 2 đi cộng 3, 3 đi với 2. Cộng 3 sẽ là 5 với 2 cùng xuống này các bạn. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 5. Rồi 3 cộng 3, 3 cộng 3, 3 đi với 2 có kết hợp với hạt 5 sẽ là 5 với 2 cùng xuống nè. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 6. Tương tự 4 cộng 3, 4 cộng 3, 3 đi với 2 cộng 3 sẽ là 5 với 2 cùng xuống nè. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 7. Rồi ở hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn thì cũng tương tự. Mình ví dụ 20 cộng 30, 30 thì đi với 20 cộng 30 sẽ là 50 với 20 cùng xuống nè. Kết quả của mình sẽ là bằng 50. Tương tự 300 cộng 300, 3 đi với 2 cộng 300 sẽ là 500 với 200 cùng xuống nè. Kết quả của mình sẽ là bằng 600. Rồi tóm lại là cộng 3 sẽ là 5 với 2 cùng xuống nè các bạn. Tiếp theo sẽ là cộng 2. Rồi như thế này các bạn có thể suy luận ra cộng 2 là như thế nào rồi. Cộng 2 có nghĩa là 5 với 3 cùng xuống nha các bạn. Rất là đơn giản. Rồi mình ví dụ 3 nè. 3 cộng 2. Chúng ta không đủ 2 hạt để chúng ta đẩy lên. Chúng ta sẽ sử dụng kết hợp với hạt trên là kết hợp với hạt 5 nè các bạn. Cộng 2 thì 2 đi với 3. Cộng 2 sẽ là 5 với 3 cùng xuống nè. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 5. Tương tự 4 cộng 2. Cộng 2, 2 đi với 2 đi với 3 cộng 2 sẽ là 5 với 3 cùng xuống nè các bạn. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 6. Ở các hàng khác thì vẫn tương tự, mình ví dụ 30 cộng 20 không đủ 20 để lên. 20 đi với 30 cộng 20 sẽ là 50 với 30 cùng xuống nè. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 50. Tương tự 40 cộng 20 sẽ là 50 với 30 cùng xuống. Kết quả chúng ta sẽ là bằng 60 nè. Rồi cuối cùng của cộng trừ có kết hợp với hạt 5 là cộng 1. Cộng trừ có kết hợp với hạt 5 thì chúng ta chỉ có cộng 4, cộng 3, cộng 2, cộng 1 và trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 thôi nha các bạn. Còn 6, 7, 8, 9 là nó sẽ chuyển qua cộng trừ có kết hợp với hạt 10 rồi. Rồi cộng 1, từ đây chúng ta cũng suy ra được là cộng 1 sẽ là 5 với mấy cùng xuống các bạn? 5 với 4 cùng xuống nè. 1 đi với 4. 1 đi với 4 nè các bạn. Cộng 1 sẽ là 5 với 4 cùng xuống nè các bạn. Nhớ là cùng xuống bằng hai ngón này nha các bạn. Rồi. Ví dụ 4 cộng 1 4 nè, cộng 1. Chúng ta có một hạt để chúng ta lên nha các bạn. Không có. Rồi, chúng ta sẽ nhớ tới dãy số là cộng 1 thì 1 đi với 4 cộng 1 kết hợp với hạt 5 sẽ là 5 với 4 cùng xuống. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 5. Các bạn nhớ ha, 4 cộng 1 là 5 với 4 cùng xuống. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 5. Tương tự 40 cộng 10, 50 với 40 cùng xuống. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng 50. Để luyện tập, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta luyện tập để chúng ta ghi nhớ được cộng 4, cộng 3, cộng 2, cộng 1 đối với kết hợp với hạt 5. Mình vừa giới thiệu xong phép cộng đối với kết hợp với hạt 5 là cộng 4, cộng 3, cộng 2, cộng 1. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta luyện tập. Để luyện tập thì chúng ta sẽ nghiêng các bạn tính như thế này. Rồi, khi mình tính như thế này các bạn, chúng ta sẽ đẩy hạt trên lên phía trên và đẩy hạt dưới lên phía trên luôn. Bây giờ trên các bạn tính của chúng ta như thế này, tất cả các hạt dưới này đều là số 4 nha các bạn. Chúng ta sẽ thực tập luyện tập cộng 4, cộng 3, cộng 2, cộng 1. Từ bên tay phải chúng ta cộng qua nè. Chúng ta sẽ hiểu nó, hiểu tất cả các số dưới này là đều là số 4 hết nha các bạn. Tất cả các hàng dọc này đều là các điểm đơn vị hết. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta luyện tập. Rồi đầu tiên nè, đầu tiên là cộng 4 nè, 4 đi với 1, cộng 4, 5 với 1 cùng xuống nè các bạn. Tiếp, cộng 3, 3 đi với 2, cộng 3 là 5 với 2 cùng xuống nè các bạn. Tiếp, cộng 2, 2 đi với 3, cộng 2 là 5 với 3 cùng xuống nè các bạn. Tiếp, cộng 1, 1 đi với 4, cộng 1 là 5 với 4 cùng xuống nè. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ quay trở lại với cộng 4, cộng 4 là 5 với 1 cùng xuống nè. Cộng 3, 5 với 2 cùng xuống nè. Cộng 2, 5 với 3 cùng xuống nè.
cộng 1, 5 với 4 cùng xuống. Rồi tiếp tục trở lại với cộng 4, 5 với 1 cùng xuống nè. Cộng 2, mình xin lỗi, cộng 3, 5 với 2 cùng xuống nè. Cộng 2, 2 đi với 3, 5 với 3 cùng xuống nè. Cuối cùng là cộng 1, 1 đi với 4, 5 với 4 cùng xuống nè các bạn. Đây là các cách để chúng ta luyện tập, để chúng ta quen dần với cái thao tác tay, và chúng ta sẽ quen dần với cộng trừ có kết hợp với hạt 5. Đây là cách chúng ta luyện tập nha các bạn. Sau khi chúng ta đã biết được cộng 4, cộng 3, cộng 2, cộng 1 có kết hợp với hạt 5. Rồi chào tạm biệt mọi người. Tiếp theo mình sẽ làm trừ có kết hợp với hạt 5.